Từ những phản ánh của người dân, phóng viên VTV9 đã có mặt tại suối Bầu Gốc, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa. Và đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Dân làm gì đâu? Khi mà tiếp cận hiện trường ngay từ xa thì tôi đã ngửi được mùi hôi thối và tiếp cận được cái nguồn nước ở đây thì không ai có thể nói là nguồn nước này là trong sạch. Và ngay cả những cây thiên điệu ở đằng sau kia, sức sống mãnh liệt của chúng thì cũng không thể nào tồn tại trong một cái môi trường nước như thế này. Suối Bầu Gốc chảy qua địa bàn 4 xã ở huyện Tây Hòa và đưa nước về hạ lưu ở địa bàn huyện phía Nam Đông Hòa. Tại khu vực thượng lưu này, nước sông có màu đen ngòm, bã chất thải kết lại thành lớp dày. Theo người dân, trước đây quanh khu vực suối tôm cá nhiều không xuể thì nay đã khác. 7-8 năm nay rồi thì dân nó cũng dân phản ánh lên mà xã thì có cũng có trực tiếp xuống. Rồi sau đấy là làm việc bởi tỉnh lên môi trường. Có lên 1-2 lần lên rồi cái má ông đi ra rồi nói đỡ và biết khắc phục. Đã có nhiều người như anh Cảnh bỏ công bỏ sức tìm hiểu ngọn nguồn sự việc và ghi lại những hình ảnh ô nhiễm, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng. Điều này cũng xuất phát từ bức xúc, những kiến nghị lâu nay của người dân chưa được giải quyết đúng mức. Tại sao đã hoàn cảnh như thế này rất nhiều lần rồi mà sao các cấp chính quyền cứ vào làm việc rồi cứ ổn định rồi xong là không có chuyện gì xảy ra. Đã có những hậu quả trước mắt, nhiều giếng nước trong dân không còn được sử dụng, thay vào đó là những giếng khoan sâu đến hơn 60 mét, chi phí tốn hơn 40 triệu đồng. Cái này thì Ủy ban huyện cũng đã có cái chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường, các văn bản gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường để có sự hỗ trợ phối hợp để mà kiểm tra. Trong khi mỏi mòn chờ câu trả lời từ phía cơ quan chức năng, thì một số đối tượng đã nhanh chóng tiến hành lắp đường nước thải từ hướng nhà máy đổ ra sông. Bức xúc của người dân càng lên đến đỉnh điểm.